Chào mừng các bạn đến với kênh Cờ Tướng Đam Mê. Thì ắt hẳn mỗi người chơi cờ chúng ta đã từng ít nhiều một lần được nghe tới cái tên là Hồ Vinh Hoa, một kỳ thủ với 14 lần vô địch các giải cờ tướng toàn Trung Quốc. Ông được đặc phong đặc cấp đại sư năm 37 tuổi và đặc cấp quốc tế đại sư năm 43 tuổi, với hai lần được nhận huân chương thể thao danh dự của Ủy ban Thể dục Thể thao Trung Quốc. Thì Hồ Vinh Hoa nổi tiếng với các thế trận là phi tượng cục và phản cung mã. Có thể là tôi sẽ dành một series để nói về thế trận phản cung mã rất là tuyệt diệu của người. Thì ngày xưa khi mà Trung Quốc tiến hành cái cách mạng văn hóa, thì vì bị chính quyền cấm chơi cờ nên ông đã luyện tập chơi cờ tướng, tức là một hình thức chơi cờ bằng cách là hai người không nhìn bàn cờ và mỗi người lần lượt đọc cho nhau nghe những nước đi của mình. Ngoài bị chịu bí thì nếu ai nhầm vị trí quân cũng sẽ bị xử thua. Và ông cũng rất nổi tiếng với khả năng nhớ được trên dưới 100 nước đi của mình và đối thủ. Ông còn được biết đến như là một bậc thầy số 1 trong cái việc cải hoán nước đi và câu sử mới mẻ. Và trong cái trùng bình phong mã hiện đại thì sau đây là một ván đấu rất là hay giữa hai tuyệt đại cao thủ là Hồ Vinh Hoa và Lô Điện Trung. Thì cái điều đáng bàn ở trong trận chiến này là Hồ Vinh Hoa với nội công rất là thâm hậu của mình, thì sau khoảng 20 nước đi thì lão Hồ đã khiến toàn bộ quân chủ lực của đối thủ phải co cụm, tiến thoái lưỡng nan. Và chỉ với một quân chốt thì lão đặc cấp quốc tế đại sư đã kết liễu lão tướng họ Lưu một cách huyền diệu và tinh tế. Ván đấu được bắt đầu như sau. Trong đó Hồ Vinh Hoa cầm quân tiên và Lưu Điện Trung cầm quân hậu. Pháo 2, bình 5, mã 8, tấn 7, mã 2, tấn 3, chốt 7, tấn 1, xe 1, bình 2, xe 9, bình 8. Thì tới đây Hồ Vinh Hoa đã chọn cái giải pháp là pháo 8, bình 6, mã 2, tấn 3. Và Hồ Vinh Hoa tiếp tục triển khai quân ở cánh trái, mã 8, tấn 7, xe 1, bình 2, xe 9, bình 8. Thì như trong hình cờ này, đôi bên đã hình thành những cái nước đi rất là mẫu mực của cái thế trận là ngũ lục pháo, đối bình phong mã tấn thất binh. Thì như trong hình cờ này, ta có thể thấy là bên tiên đã xuất hai xe để mà gây áp lực tấn công đều lên cả hai cánh của bên hậu. Do đó, để giảm bớt cái áp lực tấn công, thì bên hậu lúc này buộc phải chọn một trong hai giải pháp là hữu pháo phong xe hoặc là tả pháo phong xe, tức là sẽ dùng một con pháo lộ 2 hoặc là lộ 8 để phong tỏa một trong hai con xe của bên đỏ. Vậy thì dùng pháo phải phong xe hay là pháo trái phong xe là sẽ hợp lý? Thì tôi xin phân tích từng nước một. Giả sử như bên hậu dùng pháo 2 tấn 4 để phong tỏa con xe cánh trái của bên tiên, thì lúc này bên tiên sẽ có một loạt nước đi để dẫn tới cái ưu thế như sau. Xe 2 tấn 6 nhằm mục đích tiếp theo là sẽ bình 3 để bắt quân mã, buộc mã 7 phải tấn 6. Và bên tiên chốt 7 tấn 1, xì 4 tấn 5. Và tiếp theo xe 2 bình 4 để đuổi mã, buộc mã 6 phải tấn 7 và mã 7 tấn 6. Thì tới đây bên hậu đã rơi vào thế hạ phong ở chỗ là bên tiên sẽ phục một trong hai nước, đó là chốt 7 tấn 1, đưa quân chốt 7 tham gia tấn công để đuổi quân pháo. Thứ hai là sẽ xe 4 bình 2, thì tạo cái thế là cô lập pháo và xe lộ 8, thì bên hậu sẽ rất là khó đi. Vậy ta có thể kết luận rằng là pháo 2 tấn 4 là hoàn toàn không hợp lý. Vậy cái nước thỏa đáng của bên hậu lúc này là gì? Đó là pháo 8 tấn 4 phong tỏa con xe cánh phải. Và đây cũng là cái nước thực chiến mà được Lưu Điện Trung đưa ra. Và lúc này Hồ Vinh Hoa xe 8 tấn 6 để gây áp lực lên cánh phải của bên hậu. Thì tới đây trong hình cờ này, một số kỳ thủ nghiệp dư có thể là sẽ cân nhắc lựa chọn cái biến là pháo 8 bình 5. Thì lúc đó sẽ dẫn tới hoàn toàn thất thủ, tại vì khi pháo 8 bình 5 thì bên tiên sẽ dùng mã 3 tấn 5 để ăn pháo. Khi mà xe 8 tấn 9 thì bên tiên sẽ dùng mã 5 thoái 3 để trừ tướng và ăn lại con xe. Thì lúc đó bên hậu sẽ bị mất một pháo. Do đó trong hình cờ này bắt buộc bên hậu phải đi xì 4 tấn 5. Thì tới đây một số kỳ thủ nghiệp dư lúc mà cầm quân tiên có thể sử dụng cái biến là xe 8 bình 7 để bắt buộc quân mã 3 phải thoái 4. Thì lúc này bên hậu sẽ có cách phản pháo như sau. Pháo 8 bình 5. Thì giả sử như lúc này bên tiên chọn giải pháp an toàn là sĩ 5 tấn 4, xe 8 tấn 9, buộc mã 3 phải thoái 2. Và bên hậu mã 3 thoái 4, thì ta có thể thấy là bên hậu đã hoàn toàn làm chủ tình hình với vị trí pháo đầu và đồng thời các quân đã ở vị trí rất là chặt chẽ. Do đó khi mà pháo 8 bình 5 thì bên tiên sẽ đưa ra biến là pháo 8
tấn 5 để chiều tướng lại. Nhưng mà lúc này bên hậu vẫn có cách phản đòn rất là hay, đó là mã 3 tấn 5 xe 2 tấn 9. Và tiếp theo bên hậu pháo 5 thoái 1. Do con xe đang nằm ở miệng mã cho nên lúc này bên tiên sẽ chạy xe, và có hai cách, đó là xe 2 thoái 3 hoặc là xe 2 thoái 5 để bắt lại con pháo. Bên thứ nhất xe 2 thoái 3 thì lúc đó bên hậu sẽ dùng pháo 2 bình 5 nhằm phục nước. Tiếp theo là mã 5 tấn 4 chiếu tướng để ăn xe, lúc này buộc xe 7 phải bình 6 và mã 5 vẫn tấn 4 buộc xe 6 phải bình 5 và tiếp tục thoái mã để ăn xe. Thì ta có thể thấy là bên hậu đã lấy lại một xe, đồng thời đã có uy lực là pháo trống, thì tình thế của bên tiên cực kỳ nguy hiểm. Còn giả sử như bên tiên dùng giải pháp là xe 2 thoái 5 để bắt pháo, thì bên hậu vẫn có chiêu pháp là mã 5 tấn 6 để đuổi xe, xe 2 bình 4 để ăn mã, và bên hậu pháo 2 bình 5 tạo cái thế pháo trung. Lúc này buộc xe 7 phải bình 5 và bên hậu mã 7 tấn 5. Phục nước tiếp theo là sẽ nhảy mã để tạo cái thế chiếu pháo trung hết cơ. Đồng thời con xe lỗ 4 đang nằm ở miệng mã cho nên tình hình của bên đó lúc này cực kỳ nguy hiểm. Từ đó ta có thể kết luận rằng là cái nước mà xe 8 bình 7 trong hình cơ này hoàn toàn không hợp lý. Và nước chính xác của bên tiên đó là xe 2 tấn 2. Nhằm mà khi bên hậu dùng pháo 8 bình 5 thì bên tiên sẽ dùng mã 3 tấn 5, sẽ dùng con pháo ở lỗ 6 để giữ xe. Trong hình cơ này bên hậu tiếp theo sẽ có hai cách đi chủ yếu. Thứ nhất là chốt 3 tấn 1 thì lúc đó bên tiên sẽ chốt 7 tấn 1. Chốt 3 tấn 1 thì lúc này bên tiên xe 8 bình 7 vừa bắt mã vừa bắt chốt. Và bên hậu chốt 3 tấn 1. Giả sử như bên tiên dùng xe để ăn mã thì bên hậu sẽ dùng chốt 3 tấn 1 để bắt mã vừa đe dọa là con pháo. Còn giả sử như bên tiên dùng xe 3 thoái 3 để ăn chốt thì bên hậu sẽ dùng mã 3 tấn 2 để bắt xe, thì bên hậu hoàn toàn có thể đối phó được. Còn cách thứ hai cũng là cái biến thực chiến mà Lưu Điện Trung đưa ra, đó là tượng 3 tấn 5 và Hồ Minh Hoa tiếp tục chốt 7 tấn 1. Thì tới đây Lưu Điện Trung bắt buộc phải đổi xe để giảm bớt áp lực, pháo 2 bình 1. Nhưng mà chắc chắn là Hồ Minh Hoa sẽ bình 7 để tiếp tục duy trì áp lực lên con mã lỗ 3. Thì như hình cờ này, một số kỳ thủ nghiệp dư có thể có cái xu hướng là xe 2 tấn 2 để giữ mã, hòng phục nước tiếp theo là sẽ phá 1 thoái 1 và bình 3 để bắt xe. Bên tiên sẽ có những cách đi để khiến bên hậu hoàn toàn bất lợi như sau: chốt 3 tấn 1, phá 1 thoái 1 thì bên tiên sẽ xe 7 bình 9 vừa bắt pháo, vừa phục nước tiếp theo là sẽ chốt 7 tấn 1, thì khiến bên hậu rơi vào tình thế rất là khó khăn. Do đó trong hình cờ này bắt buộc phải là mã 3 thoái 4. Và Hồ Vinh Hoa được thế xe 7 bình 9 vừa ăn chốt vừa đổi pháo, buộc pháo 1 phải bình 3. Và tới đây trong cái ván thực chiến thì Hồ Vinh Hoa đã dùng 10 phút để mà suy nghĩ nước tiếp theo cho hình cờ này. Nhận thấy cái tình hình lúc này đã hơn được 2 con chốt, do đó Hồ Vinh Hoa đã thí là một con chốt để mà tạo thế tấn công như sau: chốt 7 tấn 1, tượng 5 tấn 3 và tiếp tục xe 9 bình 7, tượng 7 tấn 5. Và tới đây Hồ Vinh Hoa pháo 6 tấn 4 để cản tượng chốt 9 tấn 1. Thì trong hình cờ này giả sử như bên tiên dùng là xe 7 thoái 1 để ăn tượng thì chuyện gì xảy ra? Lúc đó xe 2 sẽ tấn 3 để bắt pháo, buộc quân xe phải bình 6 để giữ pháo và tạo cái lối sơ hở cho pháo 3 tấn 6 chiếu tướng, thì bên đỏ đã rơi vào tình thế nguy hiểm. Sau đó trong hình cờ này nước hợp lý của bên tiên phải là 33 thoái 5 nhằm mục đích tiếp theo là sẽ ăn tượng. Thì khi mà xe 2 tấn 3 bắt pháo thì xe 7 bình 6 giữ pháo thì con pháo lỗ 3 không thể tấn 6 được, tại vì có con mã quy tâm giữ tượng. Thì lúc này Lưu Điện Trung đã đưa ra một nước, đó là mã 7 tấn 6. Và từ cái nước này trở đi thì ván cờ đã hoàn toàn nằm dưới tay của Hồ Bình Hoa, diễn biến như sau: pháo 5 tấn 4, mã 6 thoái 4, xe 7 bình 6 và Lưu Điện Trung pháo 8 bình 5 chiếu tướng hòng ăn xe, buộc xe 2 phải bình 5, pháo 5 tấn 2, sĩ 6 tấn 5. Lúc này Lưu Điện Trung không thể dùng là pháo 3 tấn 5 để ăn mã được, tại vì khi mà pháo 3 tấn 5 để ăn mã thì bên tiên sẽ dùng xe 5 bình 7 để ăn lại pháo đuổi tượng,
thì bên hậu sẽ rất là khó đi, tại vì con mã 4 không thể đi được. Đồng thời cái thế pháo đầu rất là nguy hiểm. Do đó bắt buộc Lưu Điển Trung phải giữ lại quân pháo lộ 3 để mà tạo cái thế dễ dàng trong cái việc phòng thủ. Xe 8 tấn 3, xe 6 bình 7 và Lưu Điển Trung xe 2 tấn 6. Hồng Phục nước tiếp theo là xe bình 3 để giữ chân mã. Lúc này Hồ Vinh Hoa mã 7 tấn 6 để đuổi xe. Xe 2 bình 4, xe 5 tấn 2. Thì tới đây nước bắt buộc của Lưu Điển Trung phải là xe 8 bình 6 để mà giữ trước cái đường ở lộ 6. Nếu không cả hai bên đều bị tấn công thì sẽ rất nguy hiểm. Thì lúc này bên hậu tuyệt nhiên không thể dùng là xe 4 bình 1 để ăn chốt được, tại vì bên tiên sẽ dùng mã 6 tấn 8 vừa bắt pháo vừa bắt xe. Thì lúc đó bên hậu sẽ thiệt quân. Và tới đây thì Hồ Vinh Hoa đã dùng cái thần chốt của mình, chốt 9 tấn 1. Và chính cái con chốt này đã làm nên cái thành công của Hồ Vinh Hoa trong cái ván đấu này. Xe 4 bình 7 vừa bắt tượng, vừa phục nước tiếp theo là sẽ thoái 1 để đuổi xe. Tượng 7 tấn 5, xe 7 bình 9, chốt 9 tấn 1. Và Lưu Điển Trung đã chọn cái giải pháp là xe 9 thoái 1 để đổi bớt con xe, giảm bớt cái áp lực tấn công. Nhưng mà tình thế đã muộn. Xe 5 bình 1, chốt 9 tấn 1, chốt 9 bình 8 để bắt tượng, buộc tượng 3 phải thoái 1, chốt 8 tấn 1. Nhằm phục nước tiếp theo là sẽ tấn 1 để bắt pháo và tượng, buộc pháo 3 phải bình 4 và tiếp tục chốt 8 tấn 1 để bắt tượng. Thì Lưu Điển Trung pháo 4 tấn 2. Thì giả sử như lúc này bên tiên tham ăn dùng là chốt 8 bình 9, thì lúc đó bên hậu sẽ dùng là mã 4 tấn 3. Thì cái thế pháo đầu của bên tiên sẽ bị phá vỡ, khả năng cơ hòa rất là cao. Do đó nước hợp lý trong hình cơ này cũng là cái nước thực chiến của Hồ Vinh Hoa, đó là mã 6 tấn 8 để bắt tượng. Lúc này buộc tượng 1 phải tấn 3. Tượng 1 không thể thoái 3 được, tại vì bên tiên sẽ có cái nước là chốt 8 tấn 1. Thì lúc đó cả tượng và cả mã sẽ bị khóa, thì bên đen chỉ còn nằm chờ chết. Tượng 1 tấn 3, mã 8 thoái 7 vừa bắt pháo, buộc pháo 4 phải tấn 2 để cản chân mã, không cho mã nhảy lộ 5 để bắt xe. Xe 7 bình 6. Và tiếp theo thì Lưu Điển Trung đi những cái nước rất là miễn cưỡng, tại vì cái tình thế lúc này đã rơi vào cái trạng thái cực kỳ nguy hiểm. Chốt 7 tấn 1, tượng 5 tấn 7, xe 6 tấn 3, mã 7 tấn 9 nhằm phục nước bắt tượng và nhảy lộ 8. Xe 6 bình 5. Thì trong hình cờ này ta có thể thấy bên tiên hoàn toàn có thể dùng là mã 9 tấn 7 để ăn tượng được, nhưng mà lúc đó cái hình thù tấn công sẽ khó khăn hơn. Và lúc này Hồ Vinh Hoa đã đưa ra một cái sát cuộc rất là chính xác, đó là mã 9 tấn 8. Thì những hình cờ này bên hậu cho dù đi cách nào đi chăng nữa thì bên tiên vẫn phục nước là chốt 8 bình 7 để mà mã 8 tấn 7 chịu tử hết cờ. Xe 5 thoái 1, chốt 8 bình 7. Nhận thấy không thể cản được cái nước tiếp theo của bên tiên đưa ra là mã 8 tấn 7 để chịu tử hết cờ, cho nên Lưu Điển Trung đã buông cờ thua cuộc. Một cái ván đấu rất là xứng đáng với Hồ Vinh Hoa. Vậy thì bài học rút ra ở trong cuộc cờ này là gì? Đó là ngoài những cái biến mà tôi phân tích, thì trong hình cờ này Hồ Vinh Hoa đã đưa ra một chiêu pháp thí quân chốt để tạo cái thế công rất là mạnh, đó là chốt 7 tấn 1. Thì các cái biến tiếp theo thì xin mời các bạn tự nghiên cứu. Còn cái biến thực chiến thì tôi đã phát triển rất là đầy đủ. Và bài học thứ hai thì các bạn có thể thấy là trong hình cờ này thì toàn bộ những cái quân chủ lực của bên hậu đã bị bên tiên kìm hãm. Và lúc này quân chốt chính linh động duy nhất của bên tiên đã từ từ tiến đến hàng ngũ của đối phương để từ đó tạo cơ sở để giành thắng lợi. Một cái chiêu pháp rất là hay. Thì vừa rồi là cái trận thực chiến giữa Hồ Vinh Hoa và Lưu Điển Trung, cũng trong cái trùng khai cuộc là bình phong mã hiện đại. Thì Hồ Vinh Hoa với cái nội công tâm hậu của mình đã giành chiến thắng rất là thuyết phục trước Lưu Điển Trung. Thì hy vọng sẽ giúp ích được các bạn trong việc tích lũy kinh nghiệm để phục vụ những cái ván thực chiến sau này. Một lần nữa chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại những video sau.